Chào Julie. Dạ em xin chào anh Trọng Thắng. Julie khỏe hả? Dạ khỏe, cảm ơn anh. Đang làm gì đây? Coi thấy mấy cái xe này thấy dễ sợ quá. Dạ đúng rồi, những chiếc xe này vào là Lee Auto Repair and Body là tụi em take care hết. Oh, ở đây thì tiệm của mình có mặt ở tại trên vùng Little Sài Gòn bao lâu rồi? Dạ thưa anh, Lee Auto Repair and Body đã có mặt trên thị trường trên 15 năm. Wow. Nhưng riêng tại địa điểm này thì tụi em đã khai trương là hơn 4 năm. Yeah. Và tụi em là ba địa điểm rộng lớn ngay tại trên đường Westminster và New Hope để tiện cho phục vụ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Trong những cái trường hợp mà bị đụng như vậy đó thì mình làm ra mình nên làm chuyện gì đầu tiên hả Julie? Dạ thưa anh Trọng Thắng cũng như quý vị, là bất cứ nơi đâu dù lỗi hay phải, khi mà chẳng may quý vị bị đụng xe thì đừng có chần chờ gì hết mà hãy gọi ngay cho anh Tom Lê là chủ nhân của Lee Auto Repair and Body, số phone là 714-944-5065, thì anh sẽ hướng dẫn cho quý khách đến văn phòng để có em lo về mặt giấy tờ từ A đến Z, sẽ hướng dẫn cho khách và thông dịch như file claim, hướng dẫn cho khách đi luật sư, bác sĩ, báo cáo DNV vân vân và vân vân. Wow. Thì ở đây đó, trong những cái trường hợp mà mình bị đụng nặng như thế này thì ngoài cái vấn đề mà mình sửa chữa thì mình sẽ phải làm body lại đúng không? Yeah. Thì em có thể cho quý khán giả được biết đó, là ở đây đó mình có những cái máy móc như thế nào và trong những cái trường hợp như nặng như vậy thì mình sẽ làm sao? Dạ, vì Lee Auto Repair and Body là làm việc với tất cả các hãng bảo hiểm trên trong đất nước Hoa Kỳ đây, cho nên là chúng em dùng những dụng cụ máy móc tối tân nhất của năm 2015. Và sau đây em xin giới thiệu những chiếc máy mà Lee Auto Repair and Body đã đầu tư. Đây là chiếc máy Laser Lock Chief Measurement của năm 2015, là chiếc máy rất là hiện đại và tối tân nhất mà chính các các hãng bảo hiểm lớn nhất của Hoa Kỳ cũng sử dụng. Là những chiếc máy này là chúng ta chỉ cần để vô thì họ sẽ detect, họ sẽ dò ra được những nơi nào mình cần kéo frame lại hoặc là những cái then, cái chốt nào mình phải chỉnh lại cho xe của quý khách. Wow, vâng, cái điều này phải gọi là những cái kỹ thuật hiện đại mới nhất ở tại Hoa Kỳ. Và trên đây thì Trọng Thắng có thấy một cái bản in cũng giống như là quý vị thấy được ở trên màn ảnh. Thì như là cô Julie giới thiệu thì tất cả những cái gì mà nó hư một tí, kể cả một con ốc mà nó hơi lỏng lẻo một tí, thì cái máy này nó cũng phát hiện ra được và để cho và báo cho tất cả những cái người thợ để họ có thể chỉnh sửa. Và cái xe của quý khán giả sau khi đến với lại Lee Auto Repair and Body thì chạy ra ngoài giống như là một chiếc xe mới và Trọng Thắng rất thích. Và ở đây đó thì Julie có thể giới thiệu cho quý khán giả mình có những cái chương trình nào đặc biệt. Dạ, thưa anh Trọng Thắng và quý vị, bất cứ lúc nào mà quý vị chẳng may bị đụng xe, đừng chần chờ mà hãy gọi ngay cho chúng tôi tại cho anh Tom lên tại số phone 714-944-5065. Anh Tom sẽ lo cho quý khách từ phần free towing, free alignment, free car detailing và quan trọng nhất là free rental. Wow. Để khi xe của khách hàng đang ở trong shop sửa thì tụi em cùng luôn cung cấp, có xe cung cấp cho quý khách để có phương tiện đi lại. Nếu như mà quý khán giả đang theo dõi chương trình hiện nay trên màn ảnh nhỏ thì được cái gì hả Julie? Dạ, tụi em đang có chương trình là giảm giá 10% on entire service cho khách hàng. Wow, 10% gọi ngay bây giờ thưa quý vị. Số điện thoại đang ở trên màn ảnh nhỏ và đây là một cái cơ sở rất dễ thương và rất đáng tin cậy, nằm ngay trên con đường Westminster. Mọi câu hỏi, mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi ngay cho Lee Auto Repair and Body. Xin cảm ơn Julie rất là nhiều. Xin cảm ơn anh. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.